Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cô Dài. Chúc các bạn có một bữa trưa ngon miệng, nhớ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh và to lớn như khủng long nha. Và để cung cấp một chút giải trí cho bữa trưa của bạn thêm phần thú vị thì ngày hôm nay, Dinoman tôi sẽ gửi đến mọi người một video tương đối nhẹ nhàng. Các bạn biết đấy, thế giới đã ghi nhận khoảng 1.500 loài khủng long khác nhau, nhưng độ nhận diện thì không chia đều cho tất cả. Với những con khủng long vô cùng nổi tiếng như T-Rex, Spinosaurus, Gigantosaurus, nhưng cũng có những cái tên mà bạn gần như chưa nghe đến bao giờ. Nhưng cũng cần biết rằng đối với các nhà cổ sinh vật học, khi đặt danh pháp cho những chi và loài khủng long mới rồi mình tìm ra, thì họ đều muốn đó sẽ trở thành một cái tên đáng nhớ với tất cả mọi người. Chính vì thế, không chỉ có T-Rex hay Spinosaurus, còn có những cái tên khủng long ngầu đét và bá đạo khác mà chỉ cần nghe một lần, bạn có thể sẽ nhớ mãi. Ngày hôm nay hãy để Dinoman tôi làm cuốn từ đến khủng long của bạn và điểm qua 10 cái tên khủng long ngầu đét mà có thể bạn chưa từng biết tới bao giờ. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Dillon. Nếu đa phần các loài khủng long trên thế giới thường đi kèm với hậu tố Saurus, thì một số loài khủng long được tìm thấy ở Trung Quốc đã được bỏ đi hậu tố gốc Hy Lạp này và thay bằng long, có nghĩa là rồng, sinh vật huyền thoại của các nền văn hóa Đông Á. Không chỉ vậy, long còn được coi là biểu tượng của các hoàng đế Trung Quốc, và khi người Trung Quốc gắn chữ đế với long để tạo thành danh pháp đế long, chuyển từ Latin là Dillon, thì chúng ta biết đó là một loài khủng long quan trọng. Dillon được xem là một trong những loài gốc của siêu họ bảo long, có niên đại phấn trắng sớm khoảng 126 triệu năm trước. Không chỉ vậy, nó còn là loài đầu tiên trong siêu họ bảo long với hóa thạch có dấu vết của lông vũ đơn giản. Dù chỉ là một loài khủng long ăn thịt có kích thước nhỏ, dài khoảng 1,3 mét và nặng có 6kg thôi, nhưng cái tên Dillon cho thấy vai trò của nó trong nghiên cứu về sự tiến hóa của dòng họ T-Rex không hề tầm thường chút nào. Diabloceratops. Nếu các bạn là dân đam mê game nhập vai thì nhiều khả năng bạn sẽ biết đến tựa game được xem là cụ tổ của các game nhập vai, Diablo. Trong tiếng Tây Ban Nha thì Diablo có nghĩa là ác quỷ, và khi người ta đã đem chữ này để đặt tên cho một con khủng long thì hơi bị cool ngầu. Vâng, xin giới thiệu đến các bạn Diabloceratops, chi khủng long mà sừng sống cách chúng ta khoảng 81 triệu năm tại nơi ngày nay là bang Utah, Mỹ. Tên của nó dịch ra có nghĩa là mặt sừng ác quỷ, nghe thôi là đã thấy rùng mình rồi. Tất nhiên khủng long mặt sừng thì chỉ ăn thực vật, nhưng với cái tên đó, những chiếc sừng đầy đe dọa kia, cùng kích thước khá to lớn, dài 4,5 mét và nặng 1,3 tấn thì tôi tin là những con khủng long ăn thịt cũng sẽ hơi ngần ngại nếu muốn gây sự với nó đấy. Rhinoceros. Một trong những khuôn mẫu thường xuất hiện khi chúng ta nghĩ đến động vật ăn thực vật là chúng hiền lành và do đó cũng nên mang những cái tên hiền lành. Nhưng có một số nhà cổ sinh vật học như Kenneth Lacovara lại không nghĩ vậy. Ông cho rằng đã đến lúc các loài ăn thực vật cần được nhìn nhận xứng đáng vì đã trở thành những sinh vật hùng mạnh nhất hệ sinh thái. Và vì thế ông đã quyết định đặt cho con khủng long cổ dài thuộc nhóm khủng long hộ pháp mà mình mới phát hiện danh pháp Rhinoceros, có nghĩa là không sợ hãi, cũng giống với tên một loại tàu chiến siêu việt của người Anh vào đầu thế kỷ 20, chiến hạm Dreadnought. Rhinoceros sống cách đây 76 đến 70 triệu năm ở vùng Patagonia, Argentina ngày nay và là động vật khổng lồ nhất thời kỳ đó. Nó dài đến 26 mét và nặng 48 tấn, tương đương 7 con voi được châu Á. Dinomotera. Hẳn các bạn theo dõi Mê Khủng Long TV sẽ biết đến câu chuyện về hai cái tên từng được đặt cho khủng long bão chúa. T-Rex là cái tên được lựa chọn cuối cùng, trong khi cái tên còn lại, Dinosaurus imperiosus, gần như chỉ vào quên lãng. Tuy nhiên, một nhà cổ sinh vật học trẻ tên là Andrew McDonald lại rất thích cái tên này, và khi anh cùng các cộng sự mô tả một chi mới thuộc họ bào long vào năm 2018, anh đã quyết định dùng lại chữ Dynamo, có nghĩa là hùng mạnh, để đặt tên cho nó, đồng thời thêm vào chữ Terror, có nghĩa là nỗi khiếp sợ. Và vì thế chúng ta có Dynamo Terror, chi bào long có niên đại 78 triệu năm với chiều dài khá khủng, lên tới 9 mét. Với một chiều dài như vậy cùng những thuộc tính đặc trưng của một con bạo long có họ hàng với khủng long bạo chúa thì nó xứng đáng là nỗi khiếp sợ của các động vật trong cùng hệ sinh thái. Gigantoraptor. Raptor là cái gọi ngắn gọn của chúng ta với Velociraptor hay các chi tương tự, là những con khủng long chạy nhanh và có khả năng săn mồi ấn tượng, thậm chí còn được PR mạnh mẽ qua những bộ phim như Jurassic Park. Vậy thì một con Gigantoraptor có nghĩa là raptor hay kẻ trộm khổng lồ chắc còn ghê gớm hơn nhiều lần phải không? Đó chính là một chi khủng long từng sống tại nơi mông cách đây 96 triệu năm. Tuy nhiên, nó có họ hàng hơi xa với những con raptor mà chúng ta biết. Gigantoraptor là một con khủng long lớn thuộc nhóm Oviraptorosaur, thậm chí là lớn nhất trong nhóm này với chiều dài lên đến 8 mét và cân nặng xấp xỉ 2 tấn. Tên nghe thì ngầu lòi và kích thước cũng rất ấn tượng, nhưng Gigantoraptor được cho là loài ăn tạp hoặc chỉ ăn thực vật mà thôi.
Gigantosaurus. Tương tự như trường hợp của Gigantoraptor, Spinosaurus thì các bạn cũng biết rồi, là chi khủng long ăn thịt nổi tiếng hàng top thế giới và thường được đem ra so sánh với những chi ăn thịt hàng đầu khác như T-Rex hay Gigantosaurus. Vậy thì Gigantosaurus, dịch ra có nghĩa là khủng long gai khổng lồ, có phải là bản nâng cấp mạnh mẽ của Spinosaurus hay không? Rất tiếc, thần lằn gai khổng lồ hóa ra lại chẳng liên quan mấy đến Spinosaurus, mà là một chi thuộc phân bộ Stegosauria, có họ hàng với Stegosaurus. Chúng có ngoại hình cũng khá nổi bật với những cây gai nhọn hoắt trên lưng và vai, có lẽ được dùng để tự vệ trước các loài săn mồi cùng thời vào cuối kỷ Jura, khoảng 163 đến 157 triệu năm trước tại vùng đất ngày nay là Trung Quốc. Dù cũng ngầu thật đấy, nhưng một số fan của Spinosaurus có lẽ sẽ hơi thất vọng khi khám phá sự thật về loài khủng long có cái tên khá tương đồng này. Sauroniops. Có bạn nào là fan của bộ tiểu thuyết đồ sộ cũng như các bộ phim thuộc vũ trụ Lord of the Rings, chúa tể của những chiếc nhẫn không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn các bạn sẽ yêu thích cái tên khủng long này bởi nó được đặt theo nhân vật phản diện chính. Sauroniops, tạm dịch là con mắt của Sauron, là một chi khủng long thuộc họ dị long răng cá mập sống cách đây khoảng 100 triệu năm trước ở vùng đất ngày nay là Maroc. Vì mẫu định danh chỉ là một mảnh xương sọ, nên người ta vẫn còn tranh cãi về tính xác thực của chi khủng long này. Dù vậy thì có lẽ các thành viên của nhóm nghiên cứu vào năm 2012 đều là fan của chúa tể những chiếc nhẫn, nên họ đã quyết định lấy tên nhân vật phản diện Sauron để đặt tên cho con khủng long, và do đó chúng ta có một trong những danh pháp khủng long có nguồn gốc văn học ngầu nhất. Không chỉ có cái tên, Sauroniops được cho là một chi dị long răng cá mập đáng sợ với chiều dài có thể lên đến 12 mét, một con khủng long ăn thịt với chiều dài đó là mối đe dọa cho bất kỳ con khủng long nào. Thanatopterus. Nếu tổ chức một cuộc bầu chọn danh pháp khủng long ngầu nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, Thanatopterus sẽ là một ứng cử viên nặng ký. Thanato bắt nguồn từ Thanatos, là tên của thần chết trong thần thoại Hy Lạp. Theristes có nghĩa là lưỡi hái và cũng là biểu tượng của thần chết trong phương Tây. Khi ghép lại chúng ta có cái tên Thanatopterus, có nghĩa là lưỡi hái của thần chết. Tôi tin rằng cái tên này còn có ý nghĩa ám chỉ hình dạng những chiếc răng của con khủng long thuộc họ bạo long này. Có họ hàng với T-Rex, Thanatopterus đương nhiên nằm trong số những loài săn mồi đáng sợ nhất thời đại của nó, là nỗi kinh hoàng của những con khủng long ăn thực vật cỡ trung có cùng niên đại 80 triệu năm ở Bắc Mỹ như Xenoceratops chẳng hạn. Cứ ước tính cũng cho thấy Thanatopterus có thể đạt chiều dài lên đến 8 mét, một chiều dài tương đối khủng vào thời điểm đó. Thanos. Như một video trước đã đề cập, còn gì ngầu hơn gã ngoài hành tinh da tím như củ khoai lang, có sở thích chơi đá và chỉ cần búng tay một cái là bay mau một nửa vũ trụ. Và thế là chúng ta có Thanos, chiếc khủng long mang cái tên ngầu nhất vũ trụ, ít nhất là vũ trụ điện ảnh Marvel cho đến hết phần Endgame nhé các bạn. Thanos là một chi khủng long thuộc họ Abelisauridae, cùng họ với Echinosaurus. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại bang Sao Paulo, Brazil vào năm 2014. Niên đại của hóa thạch được xác định là khoảng 86 đến 83 triệu năm trước. Dù sở hữu cái tên ngầu là vậy, nhưng Thanos có lẽ chỉ là loài ăn thịt cỡ trung trong hệ sinh thái của mình, bởi còn có những chi ăn thịt lớn hơn khác. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu thừa nhận rằng, bởi vì họ là fan của vũ trụ điện ảnh Marvel, đồng thời rất ấn tượng với sự bá đạo của nhân vật Thanos nên mới quyết định đặt cho con khủng long tên của nhân vật này. Dù sao thì nó cũng là một cái tên khủng long ấn tượng nhất mà Dinoman tôi từng nghe từ trước cho đến nay. Tyrannotitan. Điều gì đáng sợ hơn một con khủng long bạo chúa? Là một con bạo chúa khổng lồ. Xin giới thiệu đến các bạn Tyrannotitan, chi khủng long với danh pháp có nghĩa là bạo chúa khổng lồ. Dù mang tên như vậy nhưng thực chất Tyrannotitan không thuộc về họ bạo long, mà lại thuộc họ dị long răng cá mập, có quan hệ gần gũi với các khổng lồ phương Nam nổi tiếng Gigantosaurus, nhưng có niên đại sớm hơn khoảng 118 triệu năm. Bản thân Tyrannotitan cũng là một trong những chi khủng long ăn thịt lớn nhất lịch sử, với chiều dài lên đến 13 mét và cân nặng có thể từ 4,8 đến 7 tấn. Với kích thước như vậy thì chỉ có những con khủng long cổ dài sống cùng thời như Chubutisaurus mới làm thỏa mãn được cái bụng đói của Tyrannotitan như bức tranh dưới đây mô tả. To lớn và có cái tên ngầu là vậy nhưng có vẻ Tyrannotitan chưa có nhiều cơ hội để nổi tiếng như người họ hàng Gigantosaurus. Hy vọng là sau video hôm nay thì các bạn sẽ chú ý tới chi khủng long to lớn và đáng sợ này. Vậy là chúng ta vừa điểm qua danh sách 10 cái tên khủng long ngầu đét mà bạn có thể chưa từng biết tới. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu và nếu các bạn thích, Mê Khủng Long TV sẽ tiếp tục lên danh sách những cái tên khác để giới thiệu đến mọi người trong một video khác. Để không bỏ lỡ thì đừng quên nhấn đăng ký và chuông báo để cập nhật các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.